Rồi, chào quý vị các bạn trở lại với Trên Đầu Hồng Xe Hơi. Và mình đang chuẩn bị bàn giao một chiếc xe CRV bản L, bản cao cấp nhất. Và đây là phiên bản màu đỏ. Thì hiện nay thì CRV đang bán khá là chạy ở cái phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất này, vì cái mức giá giảm sâu lên đến cả 100 triệu. Và trường tặng kèm với đó, ngoài giảm giá tiền mặt thì chúng ta có tặng kèm phụ kiện rất là nhiều. Thì mình làm một cái video ngắn như này để xem là cái Honda CRV này thì nếu mà độ lên full đồ thì với cái gói khuyến mại như này thì nó sẽ bao gồm những cái gì. Ok, thì chúng ta có thể thấy ngay ở đây, đây là bậc cơ lên xuống của Honda CRV này. Thì thường thì cái bậc cơ này Honda chỉ lắp một kiểu bậc thôi, và cả ba phiên bản thì sẽ cùng lắp một cái kiểu bậc lên xuống như này. Đó, chúng ta đã có đây là nẹp cửa bước chân, cái này là dùng có đèn ký hiệu phiên bản CRV luôn. Đó, phiên bản này thì bản khách hàng lựa chọn thảm trải sàn cắt 6D như này, toàn bộ là đồ trong hãng nhá. Đấy, cắt khâu tỉ mỉ như này. Nó hơi tối một chút này. Đây, phía sau này nó nhìn rõ hơn. Rồi, chúng ta có ở đây trải sàn rồi này. Dán kính này, dán kính này thì khách hàng lựa chọn bộ dán kính Lumina và bảo hành 8 năm. Đó, thì thông thường trên Honda hiện nay thì đa phần là sẽ được tặng kèm thêm một sổ tay đựng giấy tờ và cái sổ bảo hiểm. Thì hiện nay Honda đã có chương trình Honda Blue, và mình sẽ làm một cái video riêng về cái sổ bảo hành điện tử của Honda, có thể nói là sổ bảo hành điện tử của Honda hiện nay. Đây là cái bọc vô lăng ở trên Honda CRV trong gói combo tặng kèm phụ kiện này. Đó, ở phía trong thì đơn giản thôi, khách hàng cũng không lắp, chưa lắp camera hành trình phía trước, vì với mẫu xe này thì mình đã tư vấn là một kẹp bước chân lên xuống này, một bậc này, ốp hõm phía trong chứ không ốp ngoài. Đấy, trên với màu đỏ hay màu đen thì với kiểu này nó sẽ đẹp và hợp lý hơn. Mai chị nhá. Ốp nắp bình xăng trên CRV. Đó, cũng chỉ có một kiểu dáng như này thôi. Và chúng ta sang bên này thì phần phía trước thì CRV có một bộ kit mặt ca lăng trước sau, và nó là cái sản phẩm đắt tiền nhất. Đó, thì trên phiên xe này khách hàng không lựa chọn cái chương trình lắp này, mà chúng ta có một cảm biến áp suất lốp trên 4 lốp đây, chính hãng này. Đó, thì cái này sẽ có hiển thị luôn ở trên phía trong, trên mặt hiển thị luôn ở trên thông báo trong xe. Và ốp về che mưa đây, ốp về che mưa trên Honda CRV này. Đó, phía sau này thì chúng ta có cái nẹp cản ở phía sau đó, đồ trang trí nội thất phía sau. Thì hiện nay cái Honda CRV phiên bản màu đỏ và phiên bản cao cấp nhất này thì đang được giảm giá ở mức kèm thêm phụ kiện. Quý khách hàng có nhu cầu về tìm hiểu xe cũng như là cần tư vấn lắp đặt phụ kiện hay những cái gói option mà mình mong muốn thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên video, và cũng có thể comment trực tiếp ở trong phần bình luận. Rồi, video ngắn thôi, hy vọng khách hàng có thể tiếp tục đăng ký, chia sẻ cũng như là sẽ sớm chọn được cho mình chiếc xe mới nhất trong thời điểm dịch Covid và giá xe đang rất tốt hiện nay.